trường Trung học phổ thông Dầu Giây, huyện Thống Nhất. Chương trình chính khóa đã xong, cả thầy và trò lại bước vào cao điểm ôn tập. Xây dựng ngân hàng đề thi, ôn tập theo từng chủ đề, rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng trả lời nhanh bài trắc nghiệm là cách để học sinh vững vàng bước vào kỳ thi. Thì em bắt đầu luyện đề xen kẽ với các việc học và các lịch học trên trường. Đi kèm với việc luyện đề là những buổi tự học, những buổi rèn luyện thêm những câu ở mức độ 8 cộng và 9 cộng. Có những buổi tư vấn tâm lý của các thầy cũng như là chia sẻ từ các bạn để mà khi vào phòng thi có thể giữ được một tâm lý và tinh thần bình tĩnh nhất để mà có thể hoàn thành tốt bài thi. Để có kết quả tốt nhất, trường Trung học phổ thông Dầu Giây đã xây dựng kế hoạch phân luồng học sinh theo sức học và nguyện vọng. Đồng thời lồng ghép dạy học chính khóa và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng nhóm học sinh. Kết thúc chương trình chính khóa của năm học thì nhà trường tiến hành tổ chức ôn tập mà với trọng điểm. Đây là thời điểm vàng để giúp cho các em củng cố hơn về mặt kiến thức để có thể thực hiện tốt được cái việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Tân Phú. Năm nay có 329 thí sinh thi tốt nghiệp. Đến nay, việc ôn tập cho học sinh đã cơ bản hoàn thành. Trong cái khoảng thời gian mà còn có 2 tuần như vậy thôi thì mình đang không cố gắng không nhồi nhét thêm kiến thức nữa mà hệ thống lại những gì mà mình đã học để mà mình có thể vận dụng được trong cái kỳ thi đó, với lại là chuẩn bị sẵn cái tinh thần thoải mái để vào thi mình không bị quá là áp lực. Với các em kiến thức yếu thì nhà trường tiếp tục ôn tập kéo dài cho đến sát ngày thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi cũng đã được thực hiện chu đáo. Về cơ sở vật chất thì nhà trường đảm bảo cho 14 phòng thi và đã được dọn dẹp chu đáo từ phòng chờ cho đến các phòng thi của thí sinh cũng như là chỗ để sách tập tài liệu ở cách xa khu vực thi đúng theo yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo. Cuối tháng 6 này, cùng với cả nước, hơn 33.000 thí sinh của Đồng Nai sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, tăng 1,7.000 thí sinh so với năm ngoái. Kỳ thi năm nay, Đồng Nai có 60 điểm thi với 1,4.000 phòng thi, 4,1.000 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và 400 giáo viên có kinh nghiệm tham gia chấm thi.